Xin chào các anh, các chị. Hôm nay tôi xin được giới thiệu với các anh chị một số nội dung cơ bản liên quan tới bảo lãnh ngân hàng. Thì trong chuyên đề này của chúng ta gồm có các nội dung chính sau đây. Thứ nhất là khái niệm về bảo lãnh ngân hàng. Thứ hai là chức năng của bảo lãnh. Thứ ba là quy trình nghiệp vụ bảo lãnh. Thứ tư là phân loại bảo lãnh. Thứ năm là xác nhận bảo lãnh. Và thứ sáu là đồng bảo lãnh. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu từng nội dung. Trước hết là bảo lãnh ngân hàng. Vậy thì bảo lãnh ngân hàng là gì? Thì theo thông tư 28 ban hành ngày 3 tháng 10 năm 2012 của Ngân hàng Nhà nước thì bảo lãnh ngân hàng là hình thức cấp tín dụng. Theo đó bên bảo lãnh cam kết bằng văn bản với bên nhận bảo lãnh sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho bên được bảo lãnh khi bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ đã cam kết với bên nhận bảo lãnh. Bên được bảo lãnh phải nhận nợ và hoàn trả cho bên bảo lãnh theo thỏa thuận. Liên quan tới khái niệm mà bảo lãnh ngân hàng này thì tôi muốn giải thích cụ thể một số nội dung sau. Trước hết là chúng ta thấy rằng là bảo lãnh ngân hàng nó là hình thức cấp tín dụng mà theo đó thì bên bảo lãnh sẽ cam kết bằng văn bản với bên nhận bảo lãnh. Cái văn bản thể hiện cái cam kết này của bên bảo lãnh với bên nhận bảo lãnh thì nó được thể hiện dưới các cái hình thức sau. Hoặc là dưới hình thức là thư bảo lãnh, là cái văn bản cam kết của bên bảo lãnh với bên nhận bảo lãnh về việc bên bảo lãnh sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho bên được bảo lãnh khi bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc là thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ đã cam kết với bên nhận bảo lãnh. Và ngoài ra thì cái cam kết này còn có thể được thể hiện dưới dạng là hợp đồng bảo lãnh. Vậy thì hợp đồng bảo lãnh là gì? Hợp đồng bảo lãnh nó là văn bản thỏa thuận giữa bên bảo lãnh và bên nhận bảo lãnh, hoặc là giữa bên bảo lãnh, bên nhận bảo lãnh và các bên có liên quan về việc bên bảo lãnh sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho bên được bảo lãnh khi bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc là thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ đã cam kết với cả bên nhận bảo lãnh. Và có thể là cái cam kết này được thể hiện dưới các cái hình thức khác do các bên tự thỏa thuận và không trái với các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. Và từ khái niệm này thì chúng ta có thể thấy là tham gia vào cái nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng này thì có 3 đối tượng. Đó là bên bảo lãnh, bên nhận bảo lãnh và bên được bảo lãnh. Vậy thì các cái đối tượng này là những đối tượng nào theo quy định hiện hành của pháp luật? Thì theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam ấy, thì bên bảo lãnh là các tổ chức tín dụng hoặc là chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh. Bên nhận bảo lãnh thì là các tổ chức cá nhân là người cư trú hoặc là người không cư trú có quyền thụ hưởng bảo lãnh do tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát hành. Bên được bảo lãnh là các tổ chức bao gồm tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài, cá nhân là người cư trú và tổ chức là người không cư trú được tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài bảo lãnh. Và các anh chị có thể thấy là trong cái khái niệm của chúng ta còn có một cái thuật ngữ đó là nghĩa vụ tài chính. Thì hiểu một cách đơn giản thì nghĩa vụ tài chính chính là nghĩa vụ trả tiền. Chúng ta sẽ chuyển sang cái nội dung thứ hai, đó là các chức năng của bảo lãnh. Thì bảo lãnh có hai chức năng chính, đó là bảo lãnh là một công cụ bảo đảm và bảo lãnh là công cụ tài trợ. Vậy tại sao mà chúng ta lại nói rằng bảo lãnh là công cụ bảo đảm? Bởi vì đây là cái chức năng quan trọng nhất của bảo lãnh, và bằng việc cam kết chi trả bồi thường khi xảy ra sự kiện vi phạm hợp đồng của người được bảo lãnh thì các ngân hàng phát hành bảo lãnh đã tạo ra một sự bảo đảm chắc chắn cho người nhận bảo lãnh. Và chính cái sự bảo đảm này đã tạo ra sự tin tưởng khiến cho các hợp đồng được ký kết một cách dễ dàng và thuận lợi. Và ngoài chức năng là một công cụ bảo đảm thì bảo lãnh còn có chức năng như là một công cụ tài trợ. Thông qua bảo lãnh thì người được bảo lãnh không phải xuất quỹ rồi được thu hồi vốn nhanh, được vay nợ hoặc là được kéo dài thời gian thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ. Và do vậy mặc dù không trực tiếp cấp vốn như trong cho vay nhưng bảo lãnh ngân hàng giúp cho khách hàng được hưởng những thuận lợi về ngân quỹ như trong trường hợp cho vay. Chúng ta sẽ chuyển sang nội dung thứ ba là quy trình nghiệp vụ bảo lãnh. Anh chị có thể nhìn thấy trong sơ đồ của chúng ta tham gia nghiệp vụ bảo lãnh thì có 3 đối tượng. Bên A là bên được bảo lãnh. Và khi mà bên A tới ngân hàng để đề nghị ngân hàng phát hành bảo lãnh cho mình thì bên A chính là khách hàng của ngân hàng. Bên B chính là bên nhận bảo lãnh. Và ngoài hai đối tượng này ra thì còn xuất hiện một đối tượng đó là ngân hàng đóng vai trò là bên bảo lãnh.
Chúng ta sẽ tìm hiểu từng bước của quy trình này. Bước thứ nhất là bên A và bên B ký kết một hợp đồng, trong đó có điều khoản quy định cần phải có bảo lãnh ngân hàng bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ của bên A đối với cả bên B. Và trong trường hợp này thì hợp đồng được ký kết giữa A và B được gọi là hợp đồng cơ sở. Bước thứ hai, bên A theo thỏa thuận trong hợp đồng cơ sở sẽ yêu cầu một ngân hàng, giả sử như là ngân hàng Công Thương, cấp bảo lãnh để bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ của mình đối với cả bên B. Bước thứ ba là nếu ngân hàng Công Thương quyết định cấp bảo lãnh cho bên A, thì ngân hàng Công Thương và bên A sẽ ký kết hợp đồng cấp bảo lãnh. Hợp đồng cấp bảo lãnh này là một cái văn bản thỏa thuận giữa tổ chức tín dụng với khách hàng và các bên liên quan về quyền và nghĩa vụ của các bên trong việc thực hiện bảo lãnh của tổ chức tín dụng đối với cả khách hàng. Và tới bước thứ tư thì ngân hàng Công Thương sẽ phát hành cam kết bảo lãnh cho người thụ hưởng là bên B dưới một trong các hình thức mà tôi vừa mới chia sẻ với các anh chị, hoặc là dưới hình thức là thư bảo lãnh, hoặc là dưới hình thức là hợp đồng bảo lãnh. Chúng ta chuyển sang nội dung tiếp theo, đó là phân loại bảo lãnh. Thì có rất nhiều tiêu chí khác nhau để phân loại bảo lãnh. Nếu như mà chúng ta căn cứ vào phương thức phát hành thư bảo lãnh thì chúng ta sẽ có hai loại bảo lãnh, đó là bảo lãnh trực tiếp và bảo lãnh gián tiếp. Thế nếu mà chúng ta căn cứ vào mục đích bảo lãnh thì chúng ta có thể phân ra nhiều loại bảo lãnh hơn nữa. Và căn cứ vào điều kiện thanh toán thì chúng ta sẽ phân bảo lãnh ra làm hai loại là bảo lãnh có điều kiện và bảo lãnh vô điều kiện. Thì chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu từng cái cách thức phân loại. Trước hết là căn cứ vào phương thức phát hành thư bảo lãnh thì chúng ta sẽ phân bảo lãnh ra làm hai loại là bảo lãnh trực tiếp và bảo lãnh gián tiếp. Vậy bảo lãnh trực tiếp là gì? Thì nó là một loại bảo lãnh trong đó bên bảo lãnh chịu trách nhiệm bồi thường trực tiếp cho bên nhận bảo lãnh. Và để thực hiện loại bảo lãnh này thì bên bảo lãnh sẽ phải phát hành trực tiếp cam kết bảo lãnh cho bên nhận bảo lãnh mà không phải qua một tổ chức trung gian. Bảo lãnh gián tiếp hay còn gọi là bảo lãnh đối ứng là bảo lãnh trong đó người yêu cầu phát hành thư bảo lãnh yêu cầu ngân hàng phục vụ mình, gọi là ngân hàng chỉ thị, đề nghị ngân hàng ở nước bên người thụ hưởng, gọi là ngân hàng bảo lãnh phát hành thư bảo lãnh, gọi là thư bảo lãnh gốc và chuyển cho bên thụ hưởng. Và để bảo lãnh gián tiếp có hiệu lực thì ngân hàng chỉ thị phải phát hành một thư bảo lãnh cho ngân hàng bảo lãnh hưởng, và thư bảo lãnh giữa hai ngân hàng này gọi là thư bảo lãnh đối ứng hay là bảo lãnh giáp lưng. Các anh chị có thể nhìn vào sơ đồ ở trong slide. Tham gia cái nghiệp vụ bảo lãnh của chúng ta là có 4 bên. Tức là bên yêu cầu phát hành thư bảo lãnh hay còn gọi là bên được bảo lãnh, bên thụ hưởng bảo lãnh hay còn gọi là bên nhận bảo lãnh, ngân hàng chỉ thị và ngân hàng bảo lãnh. Đầu tiên chúng ta sẽ thấy là bên yêu cầu phát hành thư bảo lãnh và bên thụ hưởng bảo lãnh thỏa thuận với nhau một cái hợp đồng gọi là hợp đồng cơ sở. Và trên cái cơ sở cái hợp đồng này thì bên yêu cầu phát hành thư bảo lãnh sẽ gửi đơn yêu cầu phát hành thư bảo lãnh tới ngân hàng chỉ thị hay còn gọi là ngân hàng phục vụ bên yêu cầu phát hành thư bảo lãnh. Và trên cơ sở cái đơn yêu cầu phát hành thư bảo lãnh mà bên yêu cầu phát hành thư bảo lãnh gửi tới ngân hàng chỉ thị thì ngân hàng chỉ thị sẽ phát hành một cái thư bảo lãnh đối ứng gửi tới ngân hàng bảo lãnh là ngân hàng ở nước của bên thụ hưởng bảo lãnh. Và trên cơ sở cái thư bảo lãnh đối ứng này thì ngân hàng phát hành bảo lãnh, ngân hàng bảo lãnh tại nước của bên thụ hưởng bảo lãnh sẽ phát hành một cái thư bảo lãnh gốc cho bên thụ hưởng bảo lãnh, thụ hưởng. Chúng ta có thể hiểu hơn cái cơ chế thực hiện cái bảo lãnh gián tiếp này thông qua sơ đồ mà các anh chị có thể nhìn thấy ở trên slide. Và khi mà xảy ra vi phạm hợp đồng cơ sở thì thứ tự bồi hoàn như sau. Là người thụ hưởng truy đòi ngân hàng bảo lãnh, sau đó ngân hàng bảo lãnh sẽ truy đòi ngân hàng chỉ thị, và cuối cùng ngân hàng chỉ thị sẽ truy đòi người yêu cầu bảo lãnh. Chúng ta có thể hiểu hơn về bảo lãnh gián tiếp thông qua một cái ví dụ. Ví dụ như là công ty Vinafood xuất khẩu gạo sang Philippines thì nhà nhập khẩu yêu cầu phải có bảo lãnh thực hiện hợp đồng do một ngân hàng thương mại tại Philippines phát hành. Và Vinafood sẽ yêu cầu một ngân hàng thương mại tại Việt Nam ra chỉ thị cho một ngân hàng thương mại tại Philippines để phát hành bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho người nhập khẩu hưởng. Và đây chính là một cái ví dụ cho bảo lãnh gián tiếp. Thế còn nếu như căn cứ vào mục đích
Bảo lãnh thì chúng ta có thể phân loại bảo lãnh ra các cái loại khác nhau. Đó là bảo lãnh vay vốn, bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh bảo đảm chất lượng sản phẩm, bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước, là những cái loại bảo lãnh cơ bản nếu như chúng ta phân loại bảo lãnh theo mục đích bảo lãnh. Và tôi xin được giới thiệu nội dung cơ bản của từng loại bảo lãnh này. Bảo lãnh vay vốn là cam kết của bên bảo lãnh với bên nhận bảo lãnh về việc sẽ trả nợ thay cho bên được bảo lãnh trong trường hợp bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc là thực hiện không đầy đủ đúng hạn nghĩa vụ trả nợ thay. Thế còn bảo lãnh thanh toán nó là cam kết của bên bảo lãnh với bên nhận bảo lãnh về việc sẽ thực hiện nghĩa vụ thanh toán thay cho bên được bảo lãnh trong trường hợp bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc là thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ thanh toán của mình khi đến hạn. Bảo lãnh dự thầu là cam kết của bên bảo lãnh với bên nhận bảo lãnh hay còn gọi là bên mời thầu để bảo đảm cho nghĩa vụ tham gia dự thầu của bên được bảo lãnh. Trường hợp bên được bảo lãnh vi phạm quy định dự thầu mà không thực hiện hoặc là thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ tài chính tham gia dự thầu thì bên bảo lãnh sẽ thực hiện thay. Còn bảo lãnh thực hiện hợp đồng nó lại là cam kết của bên bảo lãnh với bên nhận bảo lãnh để bảo đảm thực hiện đúng đầy đủ các nghĩa vụ của bên được bảo lãnh theo hợp đồng đã ký kết với bên nhận bảo lãnh. Và trường hợp bên được bảo lãnh vi phạm hợp đồng bị phạt hoặc là phải bồi thường cho bên nhận bảo lãnh mà không thực hiện hoặc là thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ tài chính thì bên bảo lãnh sẽ thực hiện thay. Một loại bảo lãnh nữa đó là bảo lãnh bảo đảm chất lượng sản phẩm. Thì đây là cam kết của bên bảo lãnh với bên nhận bảo lãnh để bảo đảm về việc bên được bảo lãnh thực hiện đúng các thỏa thuận về chất lượng của sản phẩm theo hợp đồng đã ký kết với cả bên nhận bảo lãnh. Và trường hợp bên được bảo lãnh vi phạm thỏa thuận về chất lượng sản phẩm và phải bồi thường cho bên nhận bảo lãnh mà không thực hiện hoặc là thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ tài chính thì bên bảo lãnh sẽ thực hiện thay. Và một cái loại bảo lãnh thường thấy nữa đó là bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước. Thì bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước nó là cam kết của bên bảo lãnh với cả bên nhận bảo lãnh để bảo đảm nghĩa vụ hoàn trả tiền ứng trước của bên được bảo lãnh theo hợp đồng đã ký kết cả bên nhận bảo lãnh. Trường hợp bên được bảo lãnh phải hoàn trả tiền ứng trước mà không hoàn trả hoặc là hoàn trả không đầy đủ thì bên bảo lãnh sẽ thực hiện thay. Như vậy là tôi đã giới thiệu cho các anh chị một số cái loại bảo lãnh cơ bản nếu như chúng ta phân loại bảo lãnh theo mục đích bảo lãnh. Chúng ta sẽ tiếp tục với việc tìm hiểu một số loại bảo lãnh khi mà chúng ta phân loại bảo lãnh theo điều kiện bảo lãnh. Thì căn cứ vào điều kiện thanh toán của bảo lãnh thì chúng ta có thể chia bảo lãnh ra làm hai loại, đó là bảo lãnh thanh toán vô điều kiện và bảo lãnh thanh toán có điều kiện. Bảo lãnh thanh toán vô điều kiện nó là loại bảo lãnh trong đó quy định bên bảo lãnh sẽ bồi thường ngay cho bên thụ hưởng khi bên thụ hưởng có bản tuyên bố đầu tiên kèm với một lệnh thanh toán chứng minh rằng là bên được bảo lãnh đã vi phạm nghĩa vụ quy định trong thư bảo lãnh mà không cần có sự đồng ý của bên được bảo lãnh. Và trong khi đó thì bảo lãnh có điều kiện nó lại là loại bảo lãnh mà theo đó thì bên bảo lãnh chỉ bồi thường cho bên thụ hưởng khi bên thụ hưởng có đủ các chứng từ hay là các bằng chứng pháp lý chứng minh là mình đã thực hiện những nghĩa vụ cụ thể hay chứng minh là bên được bảo lãnh đã vi phạm những điều quy định trong thư bảo lãnh. Và những cái chứng từ và giấy tờ pháp lý này thì phải được quy định rõ ràng ngay trong thư bảo lãnh. Chúng ta cùng chuyển sang nội dung tiếp theo, đó là xác nhận bảo lãnh. Vậy thì xác nhận bảo lãnh là gì? Xác nhận bảo lãnh nó là một bảo lãnh ngân hàng. Theo đó tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hay còn gọi là bên xác nhận bảo lãnh cam kết với bên nhận bảo lãnh về việc bảo đảm khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh của bên bảo lãnh đối với cả bên được bảo lãnh. Và bên xác nhận bảo lãnh thì phải thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh theo cam kết xác nhận bảo lãnh. Để chúng ta có thể hiểu rõ hơn về xác nhận bảo lãnh thì các anh chị chúng ta theo dõi cái sơ đồ để thực hiện nghiệp vụ xác nhận bảo lãnh trên slide. Tham gia cái nghiệp vụ xác nhận bảo lãnh này thì có 4 bên, đó là bên bảo lãnh, bên xác nhận bảo lãnh, bên được bảo lãnh và bên nhận bảo lãnh. Bước thứ nhất là bên được bảo lãnh và bên nhận bảo lãnh ký hợp đồng giao dịch, gọi là hợp đồng gốc, và đây chính là cơ sở phát sinh yêu cầu bảo lãnh. Bước thứ hai,
là bên được bảo lãnh làm đơn yêu cầu bên bảo lãnh phát hành thư bảo lãnh cho đối tác trong hợp đồng gốc thụ hưởng. Bước thứ ba là bên bảo lãnh phát hành thư bảo lãnh cho bên nhận bảo lãnh. Bước thứ tư là bên bảo lãnh đề nghị bên xác nhận bảo lãnh phát hành thư xác nhận bảo lãnh cho bên nhận bảo lãnh. Và bước thứ năm đó là bên xác nhận bảo lãnh phát hành thư xác nhận bảo lãnh cho bên nhận bảo lãnh. Và khi bên bảo lãnh không thực hiện được cam kết bảo lãnh thì bên xác nhận bảo lãnh sẽ bồi thường cho bên nhận bảo lãnh theo cái thư xác nhận bảo lãnh này. Và nội dung cuối cùng của chúng ta đó là đồng bảo lãnh. Thì theo quy định trong thông tư 28 của Ngân hàng Nhà nước về quy định về bảo lãnh ngân hàng thì đồng bảo lãnh là việc hợp vốn để bảo lãnh của từ hai tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài trở lên bảo lãnh trong nghĩa vụ của bên được bảo lãnh, hoặc là tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài cùng tổ chức tín dụng nước ngoài bảo lãnh trong nghĩa vụ của bên được bảo lãnh. Trên đây tôi đã giới thiệu xong một số nội dung cơ bản về bảo lãnh ngân hàng. Xin trân trọng cảm ơn các anh chị đã lắng nghe.